Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng về kinh tế xã hội của địa phương. Sau khi nghe các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo đã quyết nghị thông qua hai nghị quyết gồm Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo với tổng nhu cầu bố trí khoảng 563 tỷ 958 triệu đồng.